Xin chào các bạn, lại là mình, Tuấn Ngọc đây. Ở những video lần trước của Maxeno thì chị An cũng như là anh Bi đã giới thiệu những cái chiếc máy trong tầm giá 5 đến 6 triệu, thậm chí là có cả 1 triệu. Các bạn có thể tìm lại ở trong danh sách của Maxeno. Và để tiếp nối series những sự lựa chọn trong một mức giá cố định thì hôm nay mình sẽ đưa ra danh sách những chiếc máy rẻ có giá dưới 3 triệu. Và giống như các video lần trước thì lần này mình sẽ đưa vào cả máy chính hãng và cả máy xách tay cho các bạn lựa chọn. Tất cả đều là mới 100% nên hiển nhiên sẽ là không có iPhone gì rồi. Với hàng chính hãng, sản phẩm đầu tiên mình muốn nói đến đó là một cái tên đã vào Việt Nam gần 2 năm nhưng lại chưa được nổi bật, đó là Obi Warphone. Với chiếc SM1, Obi xứng đáng được nhận sự lựa chọn từ người dùng khi mức giá của nó chỉ là tầm 3 triệu, chính xác là 2 triệu 990 cành. Nhưng mà những gì bạn nhận được lại là nhiều hơn thế. Máy sở hữu màn hình 5 inch Full HD, chip Qualcomm Snapdragon 615, 3GB RAM và bộ nhớ trong lên đến 32GB. Camera sau 13MP, camera selfie 5MP hỗ trợ 2 SIM với quả pin là 3000mAh. Theo mình thấy thì đây là một chiếc máy có cấu hình tốt trong tầm giá 3 triệu, đủ để sử dụng mượt mà những tác vụ cơ bản hay là chơi một vài game nặng nhưng đồ họa thấp. Tiếp theo là một sản phẩm đến từ thương hiệu Việt Nam, Mobistar Lite Jumbo S. Sở hữu cấu hình cũng không hề thua kém SF1 khi có màn hình là 5,5 inch Full HD, có chip MediaTek 6735, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 16GB và cùng với đó là độ phân giải camera tương tự như SM1, 13MP cho camera chính và 5MP cho camera phụ. Tuy nhiên, mức giá của Lite Jumbo S lại mềm hơn khá là nhiều so với SM1, giá của chiếc máy này chỉ là 2 triệu 720.000. Đó là hai sản phẩm chính hãng dưới 3 triệu rất ngon mình muốn giới thiệu cho các bạn. Vậy thì hàng xách tay chúng ta sẽ có những gì? Đó là chiếc Xiaomi Redmi Note 3. Lúc đầu thì mình định đề cập đến Xiaomi Redmi Note 3 Pro, nhưng do cái sản phẩm này hiện khá là ít hàng và giá hơn 3 triệu nên là mình quyết định đưa Note 3 và thay thế em nó. Max Channel cũng đã từng có các video đánh giá em máy này và các bạn có thể tìm lại. Mình thì rất thích em này bởi vì cấu hình cũng như là mức giá. Về mặt cấu hình thì nó sở hữu con chip Helio X10 cho hiệu năng khá ổn, ngang ngửa với những máy chính hãng 6 triệu khi đạt đến tầm 50.000 điểm AnTuTu. Máy sẽ có sở hữu màn hình 5,5 inch Full HD, camera chính 13MP, camera phụ cũng 5.0MP luôn. Và điểm đáng chú ý nhất của em này chính là quả pin 4000mAh có hỗ trợ sạc nhanh cùng với thiết kế đẹp mắt, cả biển vân tay một chạm mặt lưng. Quá là ngon đúng không? Tiếp theo đó là bộ 3 Redmi 3X, Redmi 3S và Redmi 4. Về mặt thiết kế cũng như là cấu hình thì ba máy này khá là giống nhau. Ba máy đều có màn hình 5 inch, độ phân giải HD, mật độ điểm ảnh 296 ppi. Cả ba máy đều có màn hình 5 inch, độ phân giải Full HD, mật độ điểm ảnh là 296 ppi. Sử dụng con chip Snapdragon 430 có 2GB RAM. Camera sau 13MP và camera trước cũng là 5MP luôn. Ba em này cùng có một quả pin là 4100mAh. Những chiếc máy này cũng có hỗ trợ cảm biến vân tay và đều đã được cập nhật lên Android 6.0. Mức giá của bộ ba này cũng khá là tương đồng nhau, đều rơi vào khoảng 2,6 triệu hoặc hơn một chút. Các bạn có thể tham khảo chi tiết lại trong web của Max Mobile. Sản phẩm tiếp theo mình muốn nhắc đến lại là một người đến từ Xiaomi. Xiaomi Mi 4. Đây có thể coi là chiếc máy thành công nhất của Xiaomi cho đến thời điểm này khi nó đã tạo nên được tiếng vang lớn, đưa Xiaomi đi lên trở thành một trong những nhà sản xuất Android hàng đầu thế giới. Nó sử dụng con chip Snapdragon 801 với hai tùy chọn RAM 2 hoặc là 3GB, quả pin 3080mAh, có hỗ trợ sạc nhanh cùng với thiết kế đẹp, khung viền kim loại chắc chắn, mặt lưng nhựa bóng, đó là những điểm nổi bật nhất của những chiếc máy này. Và đến thời điểm hiện tại, con chip Snapdragon 801 vẫn xử lý ngon các tựa game 3D nặng như là Asphalt 8, tuy hơi có delay một chút nhưng mà vẫn hơn hẳn những con chip tầm trung khác của MediaTek. Và thời điểm hiện tại, giá của Xiaomi Mi 4 chỉ là 2,5 triệu đồng tại Max Mobile. Và sản phẩm cuối cùng mình muốn nhắc đến đó chính là Galaxy J3 Pro. Cần phải khẳng định chắc chắn là đây là một sự lựa chọn hiếm hoi đến từ Samsung với giá chỉ khoảng 2,6 triệu đồng. Với màn hình độ phân giải HD 5 inch, con chip Snapdragon 410 tiết kiệm điện năng cùng với quả pin là 2600mAh, hứa hẹn thời gian sử dụng sẽ tương đối lâu. Điều mình thích nhất ở chiếc điện thoại này đó chính là phần thiết kế của nó. Cảm giác cầm nắm cực kỳ tốt, cùng với đó là họa tiết, hoa văn đồng tâm vô cùng đẹp mắt. Tuy nhiên, nếu bạn nào thích một chiếc máy có cấu hình tốt thì Galaxy J3 Pro sẽ không phải là một lựa chọn thông minh. Như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn một list tất tần tật những máy kể cả xách tay, kể cả chính hãng dưới 3 triệu đồng. Bạn sẽ chọn chiếc máy nào? Nếu là mình thì mình sẽ chọn em Redmi Note 3 bởi vì hiệu năng rất tốt này, màn hình lớn, có vân tay một chạm và pin cực kỳ trâu. Cảm ơn các bạn đã xem video, đừng quên like, share lại với bạn bè và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.